Thưa quý vị, do lo ngại bão Noru đổ bộ và sẽ ảnh hưởng dài ngày, rất đông người dân Đà Nẵng đã tập trung đến siêu thị, chợ để mua đồ về tích trữ. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Đà Nẵng TV vào sáng nay. Tại chợ Đống Đa từ sáng sớm, lượng người đã đến chợ khá đông để mua hàng hóa thiết yếu dự trữ cho những ngày mưa bão. Như vậy, trước khi có lệnh dừng họp chợ của Ủy ban Nhân dân thành phố vào trưa nay, người dân đã tranh thủ đi chợ. Các mặt hàng được người dân tập trung mua nhiều là rau xanh, thịt, hải sản, mì tôm, trứng, sữa. Bên cạnh các mặt hàng tươi sống, nhiều người cũng mua các đồ khô để phòng mất điện dài ngày, như cá khô, mực khô, xúc xích, bánh mì. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng hóa tại chợ khá dồi dào, giá bình ổn, trong khi đó sức mua tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Giá đó thì gì mua bình thường, 6 ngàn đấy. Cả bình thường. Bị bảo ngày hay ngày cho mấy. Nhà gì cũng mua, chỉ mua ăn bình thường vì con dư sĩ thôi. Em đang mua đồ ăn cho nhân viên. À, cho nhân viên có khăn. Dạ. Dạ, là buổi sáng tới trưa. Nhưng mà mình không mua đồ để có thể trữ được một ngày bão. Dạ có rồi. Có rồi nha, dạ. Giá cả bình ổn không có thay đổi. Để đảm bảo cung ứng liên tục và ổn định hàng hóa cho người dân, các chợ và siêu thị đã chuẩn bị nguồn cung dồi dào. Nhờ điều này, mặt bằng giá chung vẫn được giữ ổn định. Hôm nay á là lượng mua thịt ở trên lò hơn nhiều. Giá mua không lên. Về chợ tiểu thương, giá bán của chợ cũng không lên. Lượng mua của khách đông hơn mọi ngày. Nhưng nguồn thịt không khó hiếm, mua rất là rộng rãi. Chị em chúng tôi lên lò mua cũng rộng rãi, mà về bán cũng rộng rãi. Lượng khách dồi dào, phục vụ được cho mọi người, cán bộ, công nhân, nhân viên và khách lô động đầy đủ, giá không tăng. Hiện Sở Công Thương Đà Nẵng cũng đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu theo phương châm 4 tại chỗ, với tổng lượng lương thực, thực phẩm dự trữ tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống trên địa bàn, ước đạt khoảng 80 tỷ đồng.